Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và triển khai dịch vụ năm 2022. Đến dự có ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Lưu Nguyễn Minh Triết, bà trưởng ban dân vận thành ủy, Lê Văn Trung, chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Theo đánh giá năm 2021 trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của bộ chính trị, ban bí thư các ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận có sự đổi mới về nội dung, hình thức. Quán triệt triển khai tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động nhân dân, các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng chống dịch và các phong trào thi đua yêu nước. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Việc thực hiện năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở mang lại nhiều chuyển biến rõ nét, phát huy dân chủ trực tiếp, nhất là trong bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, cấp đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập